Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Cảnh Bình bị kêu gọi từ chức vì xử lý tệ hại khủng hoảng cúm Vũ Hán. Quyền uy của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình bao trùm Trung Quốc, nhưng nay người dân đang phẫn nộ vì đại dịch ở Vũ Hán và họ đã dám lên tiếng phản đối. Đài truyền hình Sun TV tại Hồng Kông cho biết các thái tử đỏ đề nghị lập ra một nhóm lãnh đạo khẩn cấp do Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn hoặc Uông Dương, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị đứng đầu. Sự kiện một thông tin như vậy xuất hiện cho thấy đang có đấu đá dữ dội trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo tác giả Rande, Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược Trung Quốc đăng trên tờ The Tablet, ông Tập Cảnh Bình đang bị những người chỉ trích đòi từ chức do đã xử lý một cách rất tệ hại đại dịch cúm Vũ Hán. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình trong một phiên họp. Những biểu hiện bất mãn vốn hiếm thấy ở Trung Quốc vì nguy cơ bị trừng phạt đang ngày càng tăng lên, gây áp lực lớn đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự phẫn nộ lan rộng trong công dân Trung Quốc trước tình trạng thiếu minh bạch, giấu giếm thông tin khi nạn dịch cúm Vũ Hán nổ ra, đã thổi bùng sự bất mãn ngấm ngầm lâu nay khi Tập Cảnh Bình xóa bỏ giới hạn không được tại vị quá hai nhiệm kỳ trong Đại hội Đảng lần thứ 17-19 vào ngày 10 tháng 10 năm 2017. Cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, bệnh viện Vũ Hán càng làm cho người dân thêm giận dữ. Một số nhân vật nổi tiếng, kể cả các quan chức đảng hoặc đảng viên bình thường, và có ít nhất là một cựu thành viên trong số 350 ủy viên trung ương đầy quyền lực đã thẳng thừng đả kích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và chính sách Hoàng đế đỏ. Các chỉ trích nhắm vào việc đảng này tăng cường kiểm soát và tập trung quyền lực. Việc siết chặt giám sát thể hiện của ngân sách an ninh hàng năm đều tăng lên kể từ năm 2013, trùng với việc thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình đã làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, việc theo dõi người dân trở nên phổ biến thông qua hệ thống camera giám sát, công nghệ nhận diện và trí tuệ nhân tạo đã khống chế tự do của người dân. Sự vắng mặt khó hiểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình từ ngày 29 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2020, lúc dịch bệnh đang hoành hành, trong khi lâu nay ông luôn xuất hiện trên trang nhất các báo và đài truyền hình nhà nước, cũng gây ra một luồng ý kiến bất lợi cho Tập Cảnh Bình. Đây là hình ảnh bạo loạn đã nổ ra khi hàng ngàn người dân Vũ Hán lật đổ xe cảnh sát trên cây cầu nối giữa thành phố Vũ Hán với tỉnh Hồ Bắc, với tỉnh lân cận Giang Tây, diễn ra vào hôm 27 tháng 3 năm 2020. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2020 và trước đó vào ngày 23 tháng 2, ông Triệu Sĩ Lâm, giáo sư về hưu của Trường Đại học Dân tộc Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng đã gửi hai lá thư cho ông Tập Cảnh Bình, cả hai đều mang nội dung và giọng điệu đả kích hết sức kịch liệt. Trong thư đề ngày 23 tháng 2, Triệu Sĩ Lâm khẳng định Trung Quốc đã bỏ lỡ thời cơ vàng vào dịp Tết, đã khiến cho nạn dịch lan tràn vô cùng dữ dội. Ông nhận định cái giá phải trả là khủng khiếp và đau thương không kể xiết. Nhắc lại lời của Tập Cảnh Bình, cuộc chiến chống Vũ Hán, chống cúm Vũ Hán là thử nghiệm lớn lao về khả năng của hệ thống điều hành đất nước. Vị giáo sư này thẳng thừng tuyên bố như sau: rất tiếc là tôi phải nói rằng tỷ số của đồng chí đến nay bằng 0. Giáo sư Triệu chỉ ra 5 yếu tố, trong đó có việc siết chặt an ninh, đảm bảo hình ảnh ưu việt của Đảng, tập trung mọi quyền hành vào tay một người. Tình trạng này ngăn trở cán bộ Đảng và viên chức thực hiện phần việc của mình. Phát huy sáng kiến cũng bị hạn chế từ đó mà gây ra. Và ông tuyên bố những người trong và ngoài hệ thống đều kêu gọi cải cách chính trị. Ông Triệu Sĩ Lâm nhấn mạnh cần bao gồm việc áp dụng những giá trị xã hội cốt lõi như tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đảm bảo các quyền chính trị của công dân như tự do ngôn luận. Trong lá thư thứ hai vào ngày 2 tháng 3 năm 2020, ông tái khẳng định như sau: trong một xã hội lành mạnh, cần phải có nhiều hơn một tiếng nói để đòi hỏi tự do ngôn luận. Và nhiều người khác cũng đã đăng những bài chỉ trích khiến một số nguy cơ bị đàn áp. Đây là hình ảnh Thủ tướng Anh Boris Johnson đã lên án Trung Quốc đã lan truyền thông tin sai lệch. Ông tin rằng số ca nhiễm cúm Vũ Hán cao gấp 40 lần tuyên bố của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
ông Hứa Chí Vĩnh, cựu giáo sư trường đại học Bưu điện và Viễn thông Bắc Kinh, kêu gọi ông Tập Cảnh Bình từ chức vì không có khả năng xử lý những cuộc khủng hoảng lớn. Giáo sư gọi tư tưởng chính trị của Tập Cảnh Bình là rối rắm và mô hình cai trị lỗi thời. Tuyên bố ông Tập Cảnh Bình làm Trung Quốc suy sụp với những biện pháp quá lố nhằm duy trì ổn định xã hội. Của ông ta, ông Hứa Chí Vĩnh đã kết luận như sau: tôi không nghĩ rằng ông là một người độc ác, ông chỉ không mấy thông minh mà thôi. Vì lợi ích cộng đồng, một lần nữa tôi yêu cầu ông hãy từ chức đi, ông Tập Cận Bình. Tiểu luận của giáo sư Hứa Trương Nhuận, trường Đại học Thanh Hoa mang tên Những người phẫn nộ không còn sợ hãi nữa, được lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu cáo buộc các nhà lãnh đạo và đặc biệt là Tập Cận Bình đã rời xa nhu cầu của người dân, muốn duy trì vĩnh viễn sự cai trị của một nhóm nhỏ lãnh đạo và lao vào chủ nghĩa khủng bố dữ liệu. Giáo sư tố cáo việc bóp nghẹt các tranh luận công khai và truyền thông xã hội, cơ chế cảnh báo sớm đã tổn hại ngay từ ban đầu và đổ lỗi cho chính quyền Hồ Bắc. Bài viết đánh giá của Tập Cảnh Bình là bạo chúa chính trị và khẳng định cuối cùng vầng Thái Dương cũng sẽ đến trên mảnh đất tự do này. Và cơn phẫn nộ của cư dân Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, là tâm dịch đương nhiên nổ ra khi dịch bệnh đã hoành hành. Đây là hình ảnh nữ Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan. Khi Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan đến Vũ Hán vào hôm 14 tháng 2 năm 2020, họ đã phản đối việc chính quyền Cộng sản hủy bỏ tự do ngôn luận và giấu giếm thông tin. Cư dân hô lớn, đừng tin họ, họ toàn nói láo. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận ra những chỉ trích liên tục này. Để xoa dịu cơn giận của người dân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Tập Cảnh Bình làm chủ tịch điều tra về vụ trấn áp bác sĩ Lý Văn Lượng. Người đã đưa ra lời cảnh báo và bị công an bắt giữ. Sau đó, ông chết vì cúm Vũ Hán. Vào hôm 19 tháng 3, báo cáo nói rằng công an và an ninh Vũ Hán đã rút lại biện pháp trừng phạt và xin lỗi gia đình vị bác sĩ trẻ và kỷ luật hai công an viên. Dấu hiệu cho thấy quy mô bất bình trong dân chúng hiện rõ vào tuần trước, với thông tin các thái tử đỏ kêu gọi họp khẩn để thảo luận về việc thay thế ông Tập Cảnh Bình. Đài truyền hình Sun TV có trụ sở tại Hồng Kông, chuyên tập trung vào các giới tinh hoa của Trung Quốc và cộng đồng người Hoa, cho biết các thái tử đỏ đề nghị lập ra một nhóm lãnh đạo khẩn cấp do Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn hoặc Uông Dương, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị đứng đầu. Sự kiện một thông tin như vậy xuất hiện cho thấy đã có đấu đá dữ dội trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Và cựu chủ tịch một tập đoàn bất động sản Trung Quốc Nhậm Chí Cường, người từng lên tiếng phê phán Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và gọi ông Tập là tay hề vì phát ngôn của nhà lãnh đạo về cuộc chiến chống Vũ Hán, ông Nhậm Chí Cường đã biến mất và theo hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn từ bạn bè của ông cho hay như vậy. Đây là hình ảnh doanh nhân Nhậm Chí Cường. Ông Nhậm Chí Cường, một cựu chủ tịch tập đoàn bất động sản Trung Quốc, thẳng thắn chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, che giấu sự thật về tình hình dịch bệnh và phê bình ông Tập Cảnh Bình liên quan tới tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ông là một nhân vật của công chúng và sự mất tích của ông được rất nhiều người biết đến. Hãng truyền thông Reuters đã dẫn lời một người bạn của ông cho biết như vậy. Mới đây trên mạng lan truyền một bức thư công khai do những nhà doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc như Jack Ma, Liễu Truyền Chí cùng ký tên thông qua ông Lý Khắc Cường trình lên ông Tập Cảnh Bình. Trong thư nêu ra 4 yêu cầu lớn, kêu gọi Trung Quốc bắt đầu cải cách chính trị toàn diện, đồng thời phóng thích ông Nhậm Chí Cường, khiển trách các quan chức che giấu dịch bệnh sau khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát. Trong bức thư có 2 điểm đáng lưu ý. Một là gọi nền chính trị đang thụt lùi của ông Tập Cảnh Bình là phe phản động. Hai là công khai đề xuất chủ trương chính trị mỗi người một lá phiếu bầu với ông Tập Cảnh Bình. Mặc dù bài viết luôn nhất nói rằng sẽ tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hơn nữa, 9 yêu cầu của toàn bài viết đều mượn lời của ông Tập Cảnh Bình để đề xuất lạt mềm buộc chặt, khiến ông Tập há miệng mắc quai. Kỳ thực, chỉ cần mỗi người một lá phiếu bầu thì không chỉ ông Tập Cảnh Bình bị hạ bệ mà cả Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn sẽ phải giải thể. Và các động thái gần đây của ông Tập như yêu cầu nối lại công việc và đi kiểm tra Vũ Hán đều xuất phát từ nhu cầu củng cố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và xây dựng cái gọi là hình ảnh cá nhân nhằm bảo vệ Đảng và uy quyền cá nhân của ông ta.
Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu trước khi tàu bệnh viện của Hải quân Mỹ lên đường tới New York, nước Mỹ. Hiện nay, ở Mỹ có xấp xỉ 200.000 ca nhiễm loại cúm Vũ Hán quái ác tràn từ Trung Quốc sang, và dự kiến trong 2 tuần cực kỳ đau đớn tiếp theo sẽ diễn ra nhiều người chết. Ông Lý Thiên Tiếu, tiến sĩ chính trị học Đại học Columbia, Mỹ cho rằng vai trò của ông Tập Cận Bình liên quan đến đại dịch, bệnh và suy thoái kinh tế. Ông Tập Cận Bình đang đứng trước sự lựa chọn sinh tử giữa giữ và bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong điều kiện không còn nhiều cơ hội và thời gian. Ông Lý Thiên Tiếu cho rằng ông Tập Cận Bình có nguy cơ bị truy cứu bởi công pháp quốc tế, bởi lẽ bệnh dịch đã tấn công 196 quốc gia trên thế giới. Các nước có thể sử dụng quy chế và quy định y tế quốc tế năm 2005 để kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo cáo nghiên cứu cho thấy, nếu chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc hành động sớm hơn 3 tuần, thì đương trường hợp nhiễm cúm trên toàn thế giới có thể giảm được 95%. Nhưng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch bệnh đã khiến cho thế giới mất 2-3 tháng thời gian ứng phó, gây ra những tổn thất lớn không thể cứu vãn. Ông Tập Cận Bình là nguyên thủ quốc gia nên phải chịu trách nhiệm chính. Hơn nữa, điều 1 của Công ước Liên Hợp Quốc về cấm vũ khí sinh học quy định rằng trong mọi trường hợp một quốc gia không được mua và tàng trữ vũ khí sinh học. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không công khai và thông báo kịp thời và xác thực về tình hình dịch bệnh, cũng không xác định được nguồn gốc của loại cúm này thuộc vào tội tàng trữ virus. Trong tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông Tập Cận Bình phải bị truy tội. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.